Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay 30 tháng 6 nha. Lên cho anh em mấy con máy nha. Mitsu 85 anh em ha. Con này Mitsu 85 bao anh em là ghi 100% ha. Ngoại hình thì nó không được cái thiệt đẹp nha. Nó cũng khá đẹp thôi ha. Anh em nào cần cứ liên hệ em nha. Mitsu 85 em còn nhiều lắm. Còn 6-7 con rồi. Đây con đó này, hai con. Giá cũng mềm anh em á. Anh em cần cứ liên hệ em. Mitsu 6 này, qua ông anh kia trả 4 triệu em không bán nha. Con này phải 4 triệu gửi trở lên em mới bán ha. Từ 4 triệu gửi em mới bán bao ship luôn ha. Mitsu 7 anh em, Mitsu 7 đẹp này. Con đánh này. Mitsu 85 luôn anh em. Đấy. R40 gậy co rồi. Cái này gậy co để đây. Con này Mitsu D800 anh em. Con này sao mà 2-3 người cứ trả giá mà không bán được. Máy chất lượng cực kỳ luôn. Con này R40 còn con này đẹp nữa, cũng đẹp anh em. R40 ha. Con này cũng rất là đẹp ha. Con này Mitsu 7 anh em. Mitsu 55. Rồi con này anh em này chốt lời giá 5 triệu 3 ship cho anh em. Kubota R50. Hôm qua Mitsu 7 với R40 mình bán mấy con anh em nha. Bán 4 con nha, bán hết luôn rồi. Rồi hôm qua bán 4 con rồi đó. Con Mitsu 7 anh em. Con này anh em là chốt 5,5 triệu ha. Đầy đủ đồ ha, bao gin bao chất lượng ha. Con này nè, nó không có áo thôi, thùng nước nó còn mới chát nghe. 4,5 triệu, 5,5 triệu bao ship. Bao ship, bao hơi, bao chạy cho anh em ha. Con này NF80 nha, không có áo anh em nha. Bô nó cúp xuống ha. Con này Mitsu 11. Con NX70 nè. NX70 rồi đấy hoài. Mitsu 85 mình có mấy con anh em. Mitsu 85 ha. R550. Anh em nào chốt 5,5 triệu anh em ha. Bao gin Kubota ha anh em. Công suất là 5,5 người 6 người anh em. Mitsu 6 đây có con đẹp đó nè ha. Giá nó tầm 4 triệu mấy thôi. Mitsu 6 này. A7 ha. Anh em nào cần hệ thống oxy liên hệ mình nha. Oxy thì về bao nhiêu mình bán hết trơn bấy nhiêu. Tháng bán còn mấy chục con. Đây có con R550 nè anh em ha. R550 nè ha. Con này nói trước anh em là về nó cậu gãy cái cổ bô này, mình lấy cổ bô mình thay nha. Rồi cái bô này nó móp móp ấy nha. Nó móp bô, nó gãy co này mình lấy mình thay rồi. Còn máy thì đẹp, bao anh em ha. 5,5 triệu luôn ha. 5,5 triệu bao ship cho anh em. Anh em biết cục này cục gì không? Cục này là bột đít xe ô tô á ha. Chế cho dàn quạt nuôi tôm sú ha. Cái này trước đây mình giao nhiều lắm này, giờ cấp này tôm sú nó nuôi không có trúng rồi, thành ra người ta cũng bỏ nuôi nhiều rồi. L60. Đó, anh em cần cứ liên hệ mình nhé. Hiện tại mình còn cửa hàng mình còn như vậy. Mình bao ship cho anh em ha. Hôm rày giờ về cứ về được 2-3 con, 3-4 con, mấy ơ, mấy cu ta, mấy ơ 7, ơ 8 giờ là mình bán hết, mình không đăng được. Bán hết trơn, cái nó có người mua hết trơn rồi. Rồi, chào anh em nha.